hôm nay ngày 3 tháng 2, tròn 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức trên toàn quốc nhằm giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, củng cố niềm tin và của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Nổi bật trong số các hoạt động này là lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức vào sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức. Đồng thời tối nay sẽ diễn ra cầu truyền hình trực tiếp gặp mặt biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu tại 4 điểm cầu Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Long và Côn Đảo do Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Ban tổ chức Trung ương chỉ đạo Đài truyền hình Việt Nam thực hiện. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 3 tháng 2, tại Bảo tàng lịch sử quốc gia 25 Tông đản Hà Nội, khai mạc chuyên đề trưng bày 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, những mốc son lịch sử. Cùng với đó, tại Thư viện Quốc gia 31 Tràng Thi Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm sách kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.